À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học chữa sách giáo khoa toán 4 kết nối tri thức. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài số 5, bài giải bài toán có 3 bước tính, trang 20. Vậy, chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang phần hoạt động trang 20, bài số 1. Đề bài người ta cho con biết đó là Mai đến cửa hàng văn phòng phẩm mua 5 quyển vở. Mỗi quyển vở giá 8.000 đồng và mua 2 hộp bút chì màu, mỗi hộp giá 25.000 đồng. Hỏi Mai phải trả cô bán hàng tất cả bao nhiêu tiền? À, vậy các con sẽ đọc thầm đề và cho cô biết đề bài cho con biết gì và yêu cầu con gì? À, đề bài cho con biết đó là Mai mua 5 quyển vở, mỗi quyển thì giá 8.000 đồng và mua 2 hộp bút chì màu, mỗi hộp giá 25.000 đồng. Yêu cầu con tính xem Mai phải trả cô bán hàng tất cả bao nhiêu tiền, đúng không nhỉ? Như vậy, để làm được bài tập này thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào? À, để làm được bài tập này thì chúng mình sẽ phải đi tính xem 5 quyển vở hết bao nhiêu tiền và 2 hộp bút chì màu hết bao nhiêu tiền. Từ đó ta sẽ dễ dàng tính được xem Mai phải trả cô bán hàng tất cả bao nhiêu tiền. Vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi trình bày bài toán này nhé. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đi tính Mai mua 5 quyển vở hết số tiền là 8.000 đồng là giá tiền của một quyển, ta nhân với 5 quyển, ta được kết quả là 40.000 đồng. Mai mua 2 hộp bút chì màu hết số tiền là ta lấy 25.000 đồng là giá tiền của một hộp bút chì màu, nhân với 2, ta được kết quả là 50.000 đồng. Từ đó ta sẽ dễ dàng tính được Mai phải trả cô bán hàng tất cả bao nhiêu tiền. Ta sẽ lấy 40.000 cộng với 50.000, ta được kết quả là 90.000 đồng, đáp số 90.000 đồng. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài số 2. Đề bài người ta cho con biết đó là chia 40 quả táo vào các túi, mỗi túi 8 quả, và chia 36 quả cam vào các túi, mỗi túi 6 quả. Hỏi số túi táo hay túi cam có nhiều hơn và nhiều hơn mấy túi? Vậy, chúng mình sẽ đọc thầm đề và cho cô biết đề bài cho con biết gì và đề bài hỏi con gì. À, đề bài cho con biết đó là có 40 quả táo chia vào các túi mỗi túi 8 quả và có 36 quả cam chia vào các túi mỗi túi có 6 quả. Vậy, người ta hỏi con đó là số túi táo hay túi cam nhiều hơn và nhiều hơn mấy túi? Vậy để làm được bài tập này thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, đầu tiên mình sẽ phải đi tính xem 40 quả táo chia vào các túi, mỗi túi có 8 quả, thì sẽ được bao nhiêu túi? Ta lấy 40 chia cho 8 là sẽ ra được số túi. Và bước số 2, ta sẽ đi tính xem 36 quả cam chia vào các túi, mỗi túi có 6 quả, vậy sẽ được bao nhiêu túi? Bằng cách ta lấy 36 quả chia cho 6, ta được kết quả là 6 túi. Từ đó ta sẽ dễ dàng tính được xem số túi táo hay túi cam có nhiều hơn và nhiều hơn mấy túi, đúng không nhỉ? Vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi trình bày nhé. Có số túi táo là 40 chia 8 bằng 5 túi. Có số túi cam là 36 chia 6 bằng 6 túi. Ta thấy rằng 5 nhỏ hơn 6 nên số túi cam nhiều hơn số túi táo. Vậy số túi táo nhiều hơn số túi. Số túi cam nhiều hơn số túi 8, số túi là ta lấy 6 trừ 5 bằng 1 túi, đáp số 1 túi. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong phần luyện tập, phần hoạt động. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bước sang phần luyện tập nhé. Đề bài người ta cho con biết đó là đàn vịt nhà bác Đào có 1.200 con, đàn vịt nhà bác Mận có ít hơn đàn vịt nhà bác Đào là 300 con, đàn vịt nhà bác Cúc thì có nhiều hơn đàn vịt nhà bác Đào 500 con. Vậy, hỏi số vịt của nhà bác Đào và bác Mận, bác Cúc có tất cả bao nhiêu con? Vậy để làm được bài tập này thì chúng mình sẽ phải thập thầm đề và cho cô biết đề bài cho con biết gì và đề bài hỏi con gì? À, đề bài cho con biết đó là nhà bác Đào có 1.200 con vịt, nhà bác Mận thì có ít hơn nhà bác Đào 300 con, nhà bác Cúc thì nhiều hơn nhà bác Đào 500 con.
Và để bài hỏi con đó là số vịt nhà bác Đào, bác Mận, bác Cúc có tất cả bao nhiêu con? Vậy để làm được bài tập này thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, để làm được bài tập này thì đầu tiên chúng mình sẽ phải đi tính xem nhà bác Mận có bao nhiêu con vịt bằng cách lấy số vịt nhà bác Đào trừ đi 300 con là ta sẽ ra được số vịt nhà bác Mận. Vậy để bước số 2 ta sẽ đi tính số vịt nhà bác Cúc có bằng cách lấy số vịt nhà bác Đào cộng với 500 con là sẽ ra được kết quả. Từ đó ta sẽ dễ dàng tính được số vịt của nhà bác Đào, bác Mận, bác Cúc có tất cả bao nhiêu con, đúng không nhỉ? Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi trình bày như sau. Đàn vịt nhà bác Mận có số con là 1.200 trừ đi 300 bằng 900 con. Đàn vịt nhà bác Cúc có số con là 1.200 cộng với 500 bằng 1.700 con. Từ đó, ta sẽ dễ dàng tính được số vịt nhà bác Đào, bác Mận, bác Cúc có tất cả số con là. Ta lấy 1.200 là số vịt nhà bác Đào, cộng với 900 là số vịt nhà bác Mận, cộng với 1.700 là số vịt nhà bác Cúc. Từ đó ta được kết quả là 3.800 con, đáp số 3.800 con. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang bài số 2. Đề bài người ta cho con biết đó là một thùng nước mắm có 120 lít, lần đầu bán được 25 lít nước mắm, lần thứ 2 bán được gấp đôi số lít nước mắm ở lần đầu, lần thứ 3 thì bán được 35 lít nước mắm. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm? À, vậy các con sẽ đọc thầm đề và cho cô biết đề bài cho con biết gì và đề bài hỏi con gì? À, đề bài cho con biết một thùng nước mắm có 120 lít. Lần đầu thì bán được 25 lít, lần thứ 2 thì bán được gấp đôi số lít nước mắm ở lần đầu và lần thứ 3 thì bán được 35 lít nước mắm. Vậy, người ta hỏi con đó là trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm? Để làm được bài tập này thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, để làm được bài tập này thì chúng mình sẽ phải đi tính xem lần thứ 2 bán được bao nhiêu lít nước mắm bằng cách lấy số lít nước mắm bán được ở lần đầu ta nhân với 2. Và ta sẽ dễ dàng tính được xem trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm, đúng không nhỉ? Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi trình bày như sau. Lần thứ 2 bán được số lít nước mắm là 25 x 2 bằng 50 lít. Cả 3 lần bán được số lít nước mắm là 25 là số lít nước mắm bán được ở lần đầu, cộng với 50 là số lít nước mắm bán được ở lần thứ 2, cộng với 35 là số lít nước mắm bán được ở lần thứ 3. Ta được kết quả là 110 lít. Từ đó ta sẽ dễ dàng tính được trong thùng còn lại số lít nước mắm là 120 trừ đi 110. Ta được kết quả là 10 lít, đáp số 10 lít nước mắm. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang bài số 3. Đề bài người ta cho con biết đó là một cửa hàng ngày thứ 6 bán được 12 máy tính. Ngày thứ 7 bán được nhiều hơn ngày thứ 6 5 máy tính. Ngày Chủ nhật bán được nhiều hơn ngày thứ 7 10 máy tính. Hỏi, cả 3 ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu máy tính? À, vậy các con sẽ đọc thầm đề và cho cô biết đề bài cho con biết gì và đề bài hỏi gì? À, đề bài cho con biết đó là ngày thứ 6 bán được 12 máy tính, ngày thứ 7 bán được nhiều hơn thứ 6 5 máy, ngày Chủ nhật thì bán được nhiều hơn ngày thứ 7 10 máy. Và đề bài hỏi cả 3 ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu máy tính? Vậy để làm được bài tập này thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, ta sẽ phải đi tính xem ngày thứ 7 bán được bao nhiêu máy tính bằng cách lấy số máy bán được ở ngày thứ 6 ta cộng với 5 là ta sẽ ra được kết quả. Và ngày Chủ nhật sẽ bán được số máy tính là ta lấy số máy tính bán được ở ngày thứ 7 cộng với 10 máy tính là sẽ ra được số máy tính bán được ở ngày Chủ nhật. Và từ đó ta sẽ dễ dàng tính xem cả 3 ngày bán được bao nhiêu máy tính. Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi trình bày nhé. Ngày thứ 7 cửa hàng bán được số máy tính là 12 cộng 5 bằng 17 máy. Ngày Chủ nhật cửa hàng bán được số máy tính là 17 cộng 10 bằng 27 máy. Cả 3 ngày cửa hàng đó bán được số máy tính là 12 cộng 17 cộng 27, tức là số máy tính bán được ở ngày thứ 6 cộng với số máy tính bán được ở ngày thứ 7 cộng với số máy tính bán được ở ngày thứ Chủ nhật, ta được kết quả là 56 máy,
đáp số 56 máy tính. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang bài số 4. Đề bài người ta yêu cầu con tập đề toán theo tóm tắt sau rồi giải. Người ta cho con một cái sơ đồ tóm tắt như sau. Cho con biết sầu riêng có 12 quả, bưởi và xoài. Bây giờ cho con biết là bưởi ít hơn xoài là 13 quả. Và yêu cầu con tính xem có cả ba loại này có tất cả bao nhiêu quả. Như vậy chúng mình sẽ tạo ra đề toán như sau. Có ba giỏ đựng trái cây, gồm giỏ thứ nhất đựng sầu riêng, giỏ thứ hai đựng bưởi và giỏ thứ ba đựng xoài. Giỏ thứ nhất có 12 quả sầu riêng. Ở số quả bưởi ở giỏ thứ hai thì gấp đôi số quả bưởi ở số quả sầu riêng. Số quả xoài ở giỏ thứ ba thì nhiều hơn số quả bưởi là 12 quả. Hỏi tổng số quả sầu riêng, bưởi, xoài ở cả ba giỏ là bao nhiêu? Vậy đề bài người ta cho con biết đó là sầu riêng có 12 quả, bưởi thì gấp 2 lần sầu riêng và xoài thì hơn bưởi 13 quả. Và yêu cầu con tính xem cả ba loại này có tất cả bao nhiêu quả. Vậy bước đầu tiên ta sẽ phải đi tính xem bưởi có bao nhiêu quả. Từ đó ta sẽ dễ dàng tính được xoài và bước thứ ba ta sẽ đi tính xem cả ba loại có bao nhiêu quả. Từ đó ta sẽ đi trình bày như sau. Giỏ thứ hai có số quả bưởi là 12 là số quả sầu riêng nhân với 2 bằng 24 quả. Giỏ thứ ba có số quả xoài là 24 cộng 13 bằng 37 quả. Số quả sầu riêng, bưởi, xoài ở cả ba giỏ là 12 cộng 24 cộng 37 bằng 73 quả, đáp số 73 quả. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 5. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.